hello hello cho các bạn nha đơn này của anh khách các bạn nhưng mà sẵn mình làm clip ra giới thiệu cho các bạn nha đây tay bấm nha con này khi các bạn buông ra nha nó sẽ giữ sườn sườn lại giữ khá là cứng lại nha bình thường nếu không cấp điện á, thì à, à, các bạn ha, nó giữ giữ tương đối cứng các bạn nha do điện bên trong á, điện bên trong nó nó xử lý nó giữ lại nha À, quá ngon luôn các bạn thấy những con 100w bình thường nè Nói chung thì cũng khá là cứng nha các bạn à, thì qua hộp số à, qua hộp số à, nhưng mà lấy tay quay thì nó sẽ à, cũng khá là cứng nha nhưng con này á, thì khi mà cấp điện á, à, nó giữ cứng đó các bạn à, nó ghi lại nha từ bên trong nó giữ ghi lại nha Đơn này cho anh khách là kéo bạc nha Thì con này tua là 196 vòng Bỏ cái nhông này ra Cái cốt này nè Anh quấn, anh nối, anh hàng dài ra Anh 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 quấn luôn Thì là Thì là cái 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 bạc mình nó không đi nhanh đâu Tại vì sao? Tại vì cái cốt này nó nhỏ Nha, cốt 12 nha Cho nên nó nhỏ Cho nên là quấn á Với cái tua này, với cái với, với tốc độ này Thì quấn nó không nhanh lắm đâu nha Kéo bạc, kéo lưới các kiểu nha Rất là nhiều ứng dụng đó. Quá ngon luôn, buông ra thì giữ nha. Buông ra nó giữ vị trí các bạn, giữ nha. Đó, giữ rất là cứng ha. tương đối cứng. Ok, bộ này 750k bao ship nha. 750k bao ship. Bao gồm một bộ nguồn xịn, à bộ nguồn 24V xịn nha, đổi nguồn từ 220 xài. Đó, thì cái phần phía sau này nè, nó là điện DC 24V. Ha, các bạn sờ nắng thoải mái nha, từ đây nha. Đó. còn phần này đổ lên á, thì nó là cái này cái này điện vào 220 cái đầu này điện ra là 24 nha. 24 thì bạn không cần phải lo giật. thay vì các bạn xài những động cơ AC ha, 110 220 khả năng giật. còn cái này thì thoải mái đi nha. Đó, cho dù mưa ướt cái phần này đi nữa cũng không sao nha. còn cái này á, anh bỏ vô tủ hay là che chắn lại. còn phần này á, có mưa có ướt cũng không sao cả nha. Đó. rất an toàn. Ha mô tơ mới bạn nhìn mô tơ mình chưa vệ sinh nha tí mình vệ sinh nha cho anh Anh thấy cốt mô tơ hàng mới nha hàng mới để lưu kho Ok 750k bao ship nha à, cái nguồn là cái nguồn là 250 à, cái motor là 450 cộng với cái tay bấm cộng với dây đấu nối nha đó là, là luôn cái phần này là 500 cái nguồn 250 nó 750 nha bao ship coi như mình 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 trừ lại khoảng sáu bảy chục các bạn nha ship này sáu bảy chục đó nha, đó cho nên là chương trình đang khuyến mãi nha anh em nào có mua thì liên hệ. Ok xịn sò, à, gói giao anh nha.